Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 28 tháng riêng năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Mậu Ngọ, tháng Canh Dần năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc bảo quang, giờ ất mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ tan dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thìn Lao, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trần, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên hình giờ quý hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc chu tước về ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên thượng hỏa ngày mậu ngọ tức chi sinh can nghĩa là hỏa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm thiên thượng hỏa kỵ tuổi nhâm tý giáp tý ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, nhâm thân, giáp ngọ thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày ngọ lục hợp với mùi, tam hợp với dần và tuất thành hỏa cục, xung với tí, hình ngọ, hình dầu, hại xỉu, phá mão và tuyệt hời. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi bính tí, giáp tý tuổi xung trong tháng tuổi nhâm thân mậu thân giáp tý và giáp ngọ về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên mã tốt cho việc xuất hành giao dịch mua bán ký kết cầu tài lộc sao nguyệt tài tốt cho việc cầu tài lộc khai trương mở kho nhập kho xuất hành di chuyển giao dịch mua bán ký kết hợp đồng Sao tam hợp tốt mọi việc, sao dân nhật thời đức tốt mọi việc, sao ngũ hợp tốt mọi việc. Sao Sáu trong ngày gồm có sao đại hao 6 mọi việc, sao hoàng sa, 6 đối với xuất hành, sao ngũ quỷ kỵ về xuất hành, sao bạch hổ kỵ về an táng, sao tổ chỉ 6 đối với tế Tử? tổ tùng. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Đông Nam, tài thần hướng chính Bắc. Và sau đây, mời các bạn đoán xem từ vị trí tít 12 con giáp thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem từ vị tuổi tí thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý ngọa mạo dậu cho nên bạn tuổi Tý cảm thấy uh, mình trở nên có phần cực đoan dễ nóng nảy và mất kiểm soát với những suy nghĩ tiêu cực ngập tràn ở trong đầu khiến cho bạn nhìn đâu cũng thấy những điều xấu xa và thời điểm này rất cần bạn mệnh phải biết giữ bình tĩnh, chú ý những hành động của mình, sao cho đúng mực để không tự gây ra rắc rối cho bản thân, nhất là trong những công việc mà bạn được giao trọng trách đảm nhiệm. Bù lại, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh vẫn mang đến cho bạn có được những cơ hội phát triển không nhỏ nếu như bạn biết nắm bắt được thời cơ bạn hãy tự tin vào năng lực của mình bởi một khi tìm ra được hướng đi đúng đắn cho mình sẽ chẳng có gì có thể cản trở bước tiến của bạn được Ngày này với bạn tuổi tí á, lại đang gặp ngày thủy hỏa xung khác nhắc nhở bạn mạnh tuổi tí nên tránh xa những người nóng nảy, gây gõ có thể làm cho bạn mất vui. Đây cũng là ngày không phù hợp cho những giao dịch về tài chính, bạn nên thận trọng thì hơn. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, cảm xúc gắt gỏng, suy nghĩ tiêu cực, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, dễ mất kiểm soát khi không giữ được bình tĩnh, tử vi tuổi Mạo Tý thuộc Hỏa, chú ý hành động đúng mực để không tự gây rắc rối, tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ có được cơ hội phát triển nếu như biết nắm bắt được thời cơ, tử vi tuổi Nam Tý thuộc Mộc không nên tiến hành giao dịch về tài chính. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Sửu thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Sửu xem tử vi cho thấy với bà tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngọa Sửu tư hại, cái điều này khiến cho bà tuổi Sửu gặp nhiều phiền não với các mối quan hệ gia đình của mình. Gia đạo có sự bất an, anh em bất hòa, vợ chồng không còn khang khít như thuở ban đầu nữa. Và với bà tuổi Sửu dẫu chua có xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào, chỉ cần đôi bên vận nghĩ tới tình nghĩa thì chẳng có điều gì không thể hòa giải được. Đừng vì một vài phút nóng nảy, thiếu suy nghĩ mà để cho tình cảm sức mỉa khiến cho cả hai không nhìn mặt nhau. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp được ngày của chính tài chiếu mệnh, cho thấy với bạn tuổi Sửu không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính của mình trong thời điểm này bạn có thể thoải mái trong việc chi tiêu theo ý của mình nhưng để tiết kiệm thì không có nhiều ngũ hành tương sinh mang đến cho bạn tuổi sửu uh, có được tinh thần rất tích cực bạn có khả năng đưa ra nhiều ý kiến sáng tạo và mang tính đột phá việc này có thể khiến cho bạn rơi vào gồm quay bận rộn hiện tại nhưng bù lại sẽ giúp cho bạn đi đúng hướng trong thời gian sắp tới về từ vi tuổi ất xỉu, thuộc kim, gia đạo bất an, anh yêm bất hòa, từ vi tuổi đinh xỉu, thuộc thủy, tình cảm nhiều mâu thuẫn, dẫn đến giả nất, từ vi tuổi kỷ xỉu, thuộc hỏa, tài chính ổn định, nhưng không tiết kiệm được nhiều, từ vi tuổi tân xỉu, thuộc thổ, tinh thần tích cực, làm việc hiệu suất cao, từ vi tuổi quý xỉu, thuộc mộc, có nhiều ý kiến sáng tạo và mang tính đột phá. Về đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi dần, xem tử vi cho thấy với bà tuổi dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, dần ngọa tuất phù trợ cho nên bạn tuổi dần tìm thấy được tiếng nói chung, sự đồng điệu trong tâm hồn với một nửa của mình ngày hôm nay. Bạn nhận ra có nhiều điều rất thú vị nếu như bạn dành thời gian cho một cuộc trao đổi cởi mở, thẳng thắn với người ấy. Trong công việc với bạn tuổi dần luôn hăng hái và nhiệt tình giúp đỡ tất cả mọi người bạn mệnh rất quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay nhưng cũng chính vì vậy mà đôi khi với những quyết định của bạn lại thường khá chi là hấp tấp ngày này với bạn tuổi dần cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh có thể khiến cho niềm vui trong ngày hôm nay bớt đi một chút khi tiền bạc thất thoát khó kiểm soát khiến cho bạn khá chi là đau đầu. Bán bệnh tuổi dần có thể liệt kê rõ ràng ra các khoản chi tiêu của mình xem để điều chỉnh sao cho phù hợp. Trong ngày này với bà tuổi dần cũng đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc cho thấy bà tuổi dần đang bị rối trí khi có nhiều việc đột xuất xảy ra. Bạn hãy hít thở thật sâu để bình tĩnh lại trong những lúc này không nên đưa ra những quyết định quan trọng nào cả vai tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tìm được sự đồng điệu với nửa kia tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa các cuộc trao đổi cởi mở thẳng thắn đạt được hiệu quả cao tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ hăng hái nhiệt tình giúp đỡ mọi người nên hiệu suất công việc rất tốt tử vi tuổi canh dần thuộc mộc tiền bạc thất thoát khó kiểm soát tử vi tuổi nhâm dần thuộc kim dễ bị rối trí khi có việc đột xuất xảy ra về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi mão thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi mão xem tử vi cho thấy bà tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mão dậu cho nên bạn đang có điểm báo mất tiền hao của bạn cần phải chú ý tới việc quản lý về tài sản tiền bạc của mình trong ngày hôm nay nếu không cần thiết Tốt nhất là bạn không nên chi tiêu quá mạnh tay, cẩn thận gặp đối tượng lừa đảo. Trong ngày này đối với những bạn làm kinh doanh buôn bán nên tránh đưa ra những quyết định về đầu tư vào thời điểm này, bởi bạn có thể sẽ vướng vào những mối quan hệ làm ăn bất lợi. Bạn nên bình tĩnh chờ đợi thời cơ thích hợp hơn, hoặc nếu như buộc phải tiến hành thì nên tính toán cho thật cẩn thận ngày này với bà tuổi mão á tài thần nằm ở hướng chính bắc và hỷ thần nằm ở hướng đông nam nếu như bạn xuất hành hay là cầu tài lộc thì nên đi theo hướng này để mọi việc được thuận lợi hơn đôi khi cần phải kiên trì thêm chút nữa nếu như muốn có được thứ mà mình theo đuổi đã lâu trong vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi mão á lại đang gặp ngày mộc hỏa xung khắc báo hiệu cho bạn cái chuyện tình cảm của bạn cũng chẳng đi đến đâu dù đã dành nhiều tình cảm cho người ấy nhưng cuối cùng bạn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng hai người không hề hợp nhau tí nào về tử vi tuổi ất mão thuộc thủy có họa phá tài chú ý quản lý về tài sản tử vi tuổi đinh mão thuộc họa tránh chi tiêu quá mạnh tay cẩn thận bị lừa lọc tử vi tuổi kỷ mão thuộc thổ đối với những bạn kinh doanh buôn bán tránh đưa ra quyết định về đầu tư tử vi tuổi tân mão thuộc mộc nên kiên trì theo đuổi những thứ mà mình mong muốn tử vi tuổi quý mão thuộc kim chuyện tình cảm nhiều rối ren không đi đến đâu về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 4, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. từ vi tuổi thìn thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho thấy bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh, mang đến cho bạn có được nhiều niềm vui về tài lộc trong ngày hôm nay. Với những ngày tay trái sẽ giúp cho bạn có thêm nguồn thu nhập ngoài luồng, thoải mái trong việc chi tiêu hơn trước mà chẳng còn có nỗi lo về thiếu uh, túng thiếu về tiền bạc nữa. Có được may mắn là nhờ bản mệnh tuổi thìn là người biết tu trí làm ăn, lại biết tính toán hợp thời. hơn nữa, bà tuổi thìn cũng không quá vội vàng, cứ từ tốn làm việc của mình, nên tránh được cơ số những sai sót có thể xảy ra. Ngày này với bà tuổi thìn lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng báo hiệu cho bạn đang có được những tin vui về con đường tình cảm bạn tuổi thìn bạn hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận đào hoa rực rỡ tình duyên thăng cấp một cách nhanh chóng nữa theo nhị thập bát tú thì hôm nay không phải là ngày tốt để cho bạn thực hiện những công việc như là xây uh, cất dựng trại cưới gã trổ cửa làm thủy lợi nuôi tằm khai trương xuất hành vì vậy không có việc khẩn thì bạn nên dừng những công việc này lại. Về tử vi tuổi giáp thìn, thuộc hỏa, tài lộc ùn ùn kéo đến, thu nhập từ ngày tay trái được tốt. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc thổ, biết tiêu tu trí làm ăn, có tính toán riêng của mình. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, không vội vàng, nên tránh được những sai suốt không đáng có. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, tình duyên khởi sắc, đào hoa nở Rọ, tử vi tuổi nhâm thìn thuộc thủy. Hôm nay không phải là một ngày tốt để cho bạn thực hiện những công việc như là khởi tạo, cưới hỏi, xuất hành. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi giàu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi tỵ đang gặp ngày có tỵ ngọ tư hội nhắc nhở bạn tuổi tỵ đối với những bạn đang còn độc thân thì trở nên căng thẳng khi đến hiện tại vẫn chưa tìm được một nửa thích hợp đào hoa đang có dấu hiệu khởi vượng trong ngày hôm nay biết đâu sẽ mang đến cho bạn một nửa yêu thương ngay tức khắc chỉ cần bạn chấp nhận mở cửa trái tim mình ngày này đối với những bạn đã có đôi có cặp thì đừng quá khắt khe với bản thân cũng như là với đối phương. Khi yêu nhau, tình yêu không phải là tất cả. Hai bạn cần phải cùng nhau đối diện và vượt qua những thử thách của cuộc sống nữa. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh và hôm nay là một ngày có được tài lộc dồi dào cho bạn, tiền bạc rụng rỉnh trong tay. Với bà tuổi Tỵ, nắm được thời cơ kiếm tiền ngay trước mắt và không để lỡ đi cơ hội đó. Và với sự cố gắng nỗ lực của mình, thành quả mà bạn đạt được là hoàn toàn xứng đáng. Ngày này, thiêu hại thượng lạn ông là ngày 28 âm lịch, nhân thần ở phía trong xương khớp cổ tay, phía trong đùi và âm họ. Vì vậy, bạn nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa đào hoa khởi sắc dễ tìm được một nửa yêu thương tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ đối với những bạn đã có đôi có cặp trở nên quá khắt khe với bản thân và nửa kia tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc tài lộc được dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, tử vi tuổi tân tỵ thuộc kim, biết nắp bắt biết nắm bắt thời cơ kiếm tiền, cải thiện thu nhập, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, đạt được thành quả xứng đáng nhờ quá trình nỗ lực mệt mài. Về đánh giá của ba tuổi tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu tím màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi thân tuổi dậu từ vi tuổi ngọ thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi ngọ đang gặp ngày có cục diện ngũ hành ngọ ngọ tự hình, cái điều này gây ra không ít rắc rối cho bạn. Bạn mệnh tỏa rất nhiều sự hiếu thắng, bạn không chịu được những lời nói kích bác của những người khác và dễ đưa ra những quyết định nóng vội. Sự bốc đồng, sốc nổi và những lựa chọn của bạn trong ngày hôm nay không thực sự chính xác, đó cũng là điều mà bạn tuổi ngọ thấy tiếc nối khi nhìn lại về sau. Có lẽ bạn mệnh tuổi ngọ nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình thì tốt hơn. Chính vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân cho nên với bạn tuổi ngọ có thể quản nội nóng vô cớ với người mình yêu thương khiến cho mối quan hệ lâm vào khủng hoảng vì đối phương không thể chịu nổi sự thất thường của bạn vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi ngọ cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi ngọ không nên bủa bê công việc vì chuyện cá nhân nếu bạn không nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì chắc chắn bạn sẽ chịu sự khiển trách của cấp trên mà thôi vài tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim gặp nhiều rắc rối do bản tính hiếu thắng tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy dễ đưa ra những quyết định nóng vội khi bị kích bác tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa hối hận vì lựa chọn đưa ra lúc đang sốc nổi tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ vô cớ nổi nóng với nửa kia khiến cho mối quan hệ rạn nứt tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc cần phải chấn chỉnh lại thái độ làm việc càng sớm càng tốt về đánh giá của bà tử ngọ trong ngày thứ năm này sự nghiệp ba sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi mùi á, xem tử vi cho thấy là với bà tuổi mùi đang gặp được ngày có ngũ hành ngọ mùi nhị hợp mang đến cho bạn tuổi mùi có được một ngày khá chi là xuân sĩ. và ngày này các mối nhân duyên của bạn tuổi mùi rất chi là hòa hợp nên rất thích hợp để bạn tiến hành những kế hoạch hợp tác làm ăn thu lợi cho cả hai bên. Tuy nhiên, đôi khi với bạn tuổi mùi trong ngày này lại đang làm việc thiêu cảm tính nhiều hơn là lý trí. Đó là lý do bạn dễ vì nể nang một số mối quan hệ mà bỏ qua những nguy cơ mất tiền. Đặc biệt là đối với những bạn kinh doanh buôn bán, càng nên tránh những tình huống cả nể không lại mất tiền oan dẫn đến khó xử lý. Trong vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi mùi, chính tài chiếu mệnh đảm bảo cho bạn đang có được nguồn thu nhập ổn định, công việc hoàn thành tốt cũng chính là điểm cộng cho bạn trong ngày hôm nay. Ngũ hành tương sinh giúp cho con đường tình duyên của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay được hành thông, rộng mở. Những nỗi buồn trong quá khứ không còn điêu bám bạn nữa. Bạn mệnh biết mình đã rung động, đã cảm thấy nhớ thương người mà trước đó chẳng hề thân quen. Về từ vi tuổi ất mùi thuộc kim nhân duyên hòa hợp hợp tác làm ăn có lợi, tử vi tuổi đinh mùi thuộc thủy, làm việc thiêu cảm tính nhiều hơn là lý trí, tử vi tuổi kỷ mùi thuộc hỏa, vì nể nang tình cảm mà bỏ qua nguy cơ tiềm ẩn, tử vi tuổi tân mùi thuộc thổ, thu nhập được ổn định nhờ công việc hoàn thành tốt, tử vi tuổi quý mùi thuộc mộc, con đường tình duyên được hanh thông, rộng mở, vượt qua được quá khứ. Và đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi ngọ, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi thân xem tử vi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi thân trong ngày hôm nay đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh đây là hung thần khiến cho bạn mệnh khó khăn nhiều bề khó có thể tiến bước trên con đường danh lợi của mình ngày này với bạn tuổi thân đang gặp ngày có họa tiểu nhân rình rập luôn tìm cách phá hoại công việc của bạn và nguyên nhân cũng bởi nhiều khi bạn chỉ chuyên tâm vào làm việc của mình mà chẳng để ý tới các mối quan hệ xã giao ở nơi công sở có thể vì thế mà vô tình động chạm đến những kẻ xấu bụng kia. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi thân cũng đang gặp ngày có họa khắc với Kim. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bản mệnh và nửa kia của mình không được quá tốt đẹp hai bên có thể xảy ra hiểu lầm trong ngày hôm nay và với bạn tử thân đừng có nóng giận mà cần phải bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải những xích mích không đáng có để đi được cùng nhau đến bước này cả hai đều phải trải qua không ít gian nan cho nên dù có bất đồng đến đâu thì đối với bạn tử thân đừng có vội buông tay khi giông tố ập đến miễn là con tim luôn hướng về nhau thì chắc chắn mọi chuyện cũng có thể cùng nhau vượt qua được. Về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy khó khăn nhiều bè, đường danh lợi gặp nhiều trông gai. Tử vi tuổi bính thân thuộc họ có họa tiểu nhân rình rập, có người tìm cách phá hoại công việc. Tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ thiếu sự tinh tế trong các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi canh thân thuộc mộc tình cảm có dấu hiệu rạn nứt Hiệu lầm Linh Minh từ vi tuổi nham than thuộc kim nên bình tĩnh nói chuyện để tìm ra cách tháo gỡ xích mích. Phải đánh giá của bạn Tử than trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 3, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thìn tỵ Từ vi tuổi giàu thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi dậu trong ngày hôm nay đang có báo hiệu có thể đón nhận một ngày với nhiều thuận lợi để phát triển sự nghiệp trong ngày khi bạn đang gặp được ngày có chính quan trợ mệnh đây chỉ là những điều kiện hỗ trợ bản mệnh vẫn cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian hơn để đạt được điều mình mong muốn cơ hội may mắn không phải ai cũng có được Thế nên, đối với bạn tuổi dậu nên biết trân trọng, cố gắng phát huy khả năng của mình. Cũng như thể thể hiện tinh thần trách nhiệm với việc mình sẽ làm. Và đây là chìa khóa đi đến thành công cho bạn. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi dậu lại đang gặp ngày có họa kim xung khắc. Cái điều này cho thấy về cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy cũng cần có thêm nhiều cố gắng để vun đắp. Nếu không chịu khó vun đắp xây dựng tình cảm thì đến một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra rằng mình đang ở rất xa trái tim của người ấy. Cuộc sống với nhiều thay đổi và cán dọ có thể khiến cho bạn và người ấy dần xa nhau và với bạn tuổi dậu hãy để cho ngọn lửa tình yêu luôn cháy mãi, tìm cách hâm nóng tình cảm để chuyện tình cảm giữa hai người không còn phải phai phôi nữa vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy có điều kiện thuận lợi để phát triển sự nghiệp tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa cần phải nỗ lực và dành nhiều thời gian hơn để đạt được điều mình mong muốn tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ cố gắng phát huy khả năng thể hiện tinh thần trách nhiệm tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc cả hai cần phải chung tay vun đắp để tình cảm bền lâu. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim, đừng có quên ham nóng tình cảm để kéo gần khoảng cách hai trái tim. Và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thìn tỵ từ vi tuổi tuất thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này đối với bạn tuổi tuất xem tử vi cho thấy bạn tuổi tuất đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này mang lại nhiều may mắn về tiền bạc cho bạn bạn tuổi tuất có thể nhận được một khoản thu bất ngờ hay là bốc thăm trúng thưởng tiền bạc đổ về nhà ùn ùn khiến cho bạn chẳng thể ngờ được trong lúc rụng rỉnh là vậy với bạn tuổi tuất đừng có vội chi tiêu hoang phí hãy luôn nhắc nhở bản thân mình để ra một khoản tiết kiệm trước khi tiêu số tiền mà bạn đã có để đảm bảo cho một tương lai vững vàng hơn về sau này bên cạnh đó vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi tuất lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này mang lại cho bạn có được sức khỏe dồi dào để chống lại dịch bệnh. Cái điều quan trọng là việc phòng ngừa tốt nên sức khỏe của bạn không phải là điều đáng lo đối với bản mệnh trong thời gian này. Và hôm nay, xem tử vi cho thấy nếu như bạn có công việc phải xuất hành đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều sự thuận lợi, may mắn. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc họ đón nhận vận may bất ngờ về tiền bạc. Tử vi tuổi bính tuất thuộc thổ dù ví tiền rủng rỉnh cũng không nên vội vàng chi tiêu quá hoang phí. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mộc tiết kiệm thối quyên tốt sẽ giúp cho bạn an tâm về tương lai. Tử vi tuổi canh tuất thuộc kim sức khỏe được dồi dào đủ khả năng chống lại dịch bệnh tử vi tuổi nhân tốt thuộc thủy nên chọn hướng may mắn khi xuất hành đi xa trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tốt. tử vi tuổi hợi thứ năm ngày 11 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang gặp ngày có thiên ấn nhập cục cái điều này cảnh báo cho bạn tuổi hợi cần phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đương đầu với những nguy cơ có thể xảy ra trong công việc rắc rối liên minh khiến cho bạn trở tay không kịp và đang có dấu hiệu lao lực do làm việc quá sức nữa Tuy nhiên, với bản mệnh tuổi hợi, hoàn toàn có thể chiến thắng được những khó khăn trước mắt nếu như bạn biết phát huy năng lực tiềm ẩn của mình. Khi đó, bạn sẽ nổi bật lên hẳn trong số những đồng nghiệp đang làm việc cùng. Bạn đừng có ngại thay đổi bởi thay đổi có thể khiến cho bạn đạt được thành công vang dội trong ngày thứ năm này đối với bà tuổi hợi lại đang gặp ngày có thủy hỏa xung khắc đây là dấu hiệu cảnh báo cho bạn đang có nguy cơ bất đồng giữa các cặp đôi và rất có thể nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện tiền bạc vốn từ bất đồng nhỏ nhưng do cả hai không thông cảm cho nhau nên dễ trở thành mâu thuẫn lớn và với bà tuổi hợi, bạn cần phải chia sẻ những khó khăn của mình đang gặp phải với đối phương để nhận được sự thông cảm, chia sẻ. Đừng có giữ trong lòng mình một mình rồi lại sinh ra hậm hực với người ấy và tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa công việc có nhiều nguy cơ rắc rối liên minh tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ biết cách phát huy năng lực tiềm ẩn để vượt qua khó khăn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc đừng có ngại thay đổi bản thân để vươn tới thành công tử vi tuổi tân hợi thuộc kim đôi lứa bất đồng về chuyện tiền bạc tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy nên chia sẻ khó khăn với nửa kia để nhận được sự thông cảm và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ năm này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con chó may mắn số 4 số 7 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu đen màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Dần tuổi Mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.